Sự thật về quy trình sản xuất rượu Đồng Đồng tiên hạ thổ hậu hạ thủy. Rượu Đồng Đồng từ xa xưa đã được ông cha ta ngâm ủ để tế thần tiến vua. Trải qua hàng ngàn năm vẫn được duy trì và giữ gìn bí quyết. Đến nay còn sót lại một làng nghề truyền thống làm rượu Đồng Đồng tại thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nổi tiếng khắp cả nước là cơ sở sản xuất rượu Đồng Đồng tiên hạ thổ hậu hạ thủy. Tháng 12 năm 2018, cơ sở sản xuất rượu Đồng Đồng tiên hạ thổ hậu hạ thủy đã chính thức được cơ quan ban ngành cấp phép hoạt động và chứng nhận thương hiệu độc quyền. Cơ sở sản xuất của chúng tôi sử dụng phương pháp làm rượu truyền thống từ nấu cơm, rắc men 36 vị thuốc bắc, ủ khô, ủ nước và đã áp dụng công nghệ trưng cất rượu hiện đại bằng tháp đa tầng đến từ châu Âu. Công nghệ này giúp loại bỏ các tạp chất, rượu bậc cao, độc tố aldehyde, methanol, giữ lại phần rượu giữa tinh sạch mà không mất đi hương vị tự nhiên của rượu nếp. Những giọt rượu trắng sau khi trưng cất được đưa vào chum sành hạ thổ trên 6 tháng, chờ thu hoạch Đồng Đồng về là sẽ tiến hành đưa vào ngâm ủ. Đồng Đồng lúa nếp non được cơ sở ký hợp đồng với bà con nông dân trong hợp tác xã tại hai nơi Ninh Bình và Hải Dương, nơi có chất đất nhiều phù sa và nguồn nước trong sạch giúp cây lúa phát triển tốt, Đồng Đồng thơm ngọt nhất. Hàng năm, cứ đến vụ lúa chiêm, lúa mùa, bà con nông dân nô nức đi thu hoạch Đồng Đồng và vận chuyển bằng xe lạnh lên ngay trong ngày, cho luôn vào chum hạ thổ để bảo đảm độ tươi ngon nhất. Giai đoạn ngâm ủ hạ thổ kéo dài trên 6 tháng đã chuyển hóa gần như hoàn toàn aldehyde và methanol còn sót lại trong rượu. Để nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa, cơ sở chúng tôi tiếp tục chuyển rượu đã hạ thổ sang giai đoạn hạ thủy thêm 6 tháng. Khu vực hạ thủy là một hồ nước trải dài rộng, làn nước mát trong chạy đối lưu giúp ổn định nhiệt độ, đồng thời là môi trường lý tưởng để lão hóa rượu, giảm sự gắt nồng của rượu, làm cho rượu Đồng Đồng dậy mùi thơm và vô cùng êm sâu, hậu ngọt. Chính vì vậy, chúng tôi luôn cam kết tiêu chí 3 không: không đau đầu, không khát nước, không mệt mỏi mỗi khi quý khách hàng thưởng thức. Một quy trình sản xuất hoàn hảo, phương pháp ngâm ủ tiên hạ thổ hậu hạ thủy độc đáo, nguyên liệu sạch hoàn toàn từ tự nhiên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã tạo ra sản phẩm rượu Đồng Đồng vô cùng thân thiện với môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì vậy, rượu Đồng Đồng tiên hạ thổ hậu hạ thủy được người tiêu dùng bình chọn vào top 10 thương hiệu nổi tiếng quốc gia và trở thành loại rượu đặc trưng cho đất nước và con người Việt Nam. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm, vui lòng liên hệ theo thông tin đang được hiển thị trên màn hình. Rượu Đồng Đồng tiên hạ thổ hậu hạ thủy, đã uống là phải chất.